Thưa quý vị, ở thời đại công nghệ số hiện nay, việc sử dụng điện thoại thông minh đã không còn xa lạ. Nhưng với những người khiếm thị thì tồn tại nhiều khó khăn. Do đó, Hội Người Mù quận Liên Chiểu đã tổ chức lớp học nâng cao năng lực về tin học và điện thoại thông minh cho hội viên, giúp người khiếm thị có thể tự sử dụng các ứng dụng trên điện thoại, máy tính mà không phải nhờ đến sự hỗ trợ của bất kỳ ai. Anh Lý Gia Nguyên, giảng viên của lớp học đặc biệt này, cũng là một người khiếm thị. Với anh, công nghệ là ánh sáng cho tương lai của người mù, bởi người mù học được công nghệ có thể tiếp cận ánh sáng của thông tin, tri thức trên Internet để học tập, làm việc và làm chủ cuộc sống. Các thành viên trong lớp học được hướng dẫn những bước cơ bản nhất trong việc làm quen với điện thoại thông minh, các thao tác trên màn hình điện thoại, sử dụng những ứng dụng tiện ích như Zalo, Facebook, Google, Grab thông qua phần mềm giọng nói. Nhờ đó mà người mù có thể học được nhiều kiến thức hơn, sinh hoạt thuận tiện hơn. Sự mới đầu thì mình em dạy thì em cũng thấy là cô chú không tiếp thu được và rất là khó khăn trong cái thời gian những ngày đầu. Nhưng mà về sau thì thấy các cô chú anh chị rất là phấn khởi, tại vì học được và các cô chú tự đi mua những cái điện thoại thông minh về để mà tự mình sử dụng. Hầu hết thì các cô chú đã tự gọi điện, nghe nhạc hoặc là thậm chí có những người có thể tự đặt Grab để di chuyển được. Nên đó là cái niềm vui và em rất là phấn khởi. Cái đầu tiên thì hội cũng phải nói là cũng trăn trở làm thế nào đó để cho anh chị em người mù vừa có nghề, có nghiệp để phục vụ cuộc sống cho bản thân. Nhưng trong đó cũng phải là cần để mà nâng cao cái kỹ năng. Trong đó là kỹ năng giao tiếp này, kỹ năng tiếp thị này, rồi đến tới cái tiếp cận là dùng điện thoại thông minh để sử dụng cho anh chị em những sinh hoạt trong cái điều kiện khi mình là những người khiếm thị. Đây là dự án nâng cao năng lực về tin học và điện thoại thông minh cho người mù quận Liên Chiểu do quỹ Abilis Phần Lan tài trợ. Qua lớp học, các hội viên tiếp cận với công nghệ giúp họ thay đổi nhận thức về khả năng của chính bản thân mình, tự tin hơn trong đời sống. Khi tham gia lớp học vi tính, tôi cảm thấy là rất mừng và được sự quan tâm của ban lãnh đạo hội thì cho chúng tôi biết về cái công nghệ mới về để ứng dụng vô trong công tác của hội và làm việc, và cũng mình được nâng cao hiểu biết, bởi vì là người khiếm thị là suốt ngày được trong bức tường tối rồi, nhưng mà có điện thoại thông minh vậy, có vi tính thì có cài đặt phần mềm giọng nói đó thì là biết hết tất cả cái thế giới đằng ngoài, mình cảm thấy không bị cô đơn, không bị lạc lõng. Đa số người khuyết tật và gia đình họ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, vì thế họ không có điều kiện tiếp cận sử dụng công nghệ. Vì vậy, cùng với tạo thuận lợi về cơ chế chính sách, các cấp chính quyền của thành phố cũng như cộng đồng xã hội cần quan tâm đầu tư hơn nữa để họ có thêm cơ hội học nghề, phát triển kỹ năng, tăng cường tuyên truyền, thông tin nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng, xã hội và chính bản thân đối tượng về vai trò và tầm quan trọng của công nghệ thông tin đối với việc hòa nhập cộng đồng của người khuyết tật.